Các bạn biết không, trên thế giới này mỗi loài sinh vật nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong tự nhiên. Thì mỗi loài sinh vật nó đều có một cái khả năng đặc biệt của nó, giống như là rái cá này. Nó không chỉ là loài vật ăn những loài sinh vật gây hại trong môi trường nước để bảo vệ cho những loài sinh vật khác. Nó không chỉ là loài vật bảo vệ môi trường, giúp làm hiệu ứng nhà kính giảm dần lượng khí thải độc hại ra môi trường thiên nhiên. Mà rái cá nó còn là một loài vật mang yếu tố tâm linh rất là mạnh, nên được người Trung Quốc sẵn sàng chi ra hàng ngàn đô la để mua tất cả rái cá khắp mọi nơi trên thế giới. Mục đích thứ nhất, họ muốn hủy hoại hệ sinh thái môi trường của các đất nước khác để biến đất nước họ trở thành đất nước giàu mạnh nhất. Thứ nhì, họ biết được rái cá là loài linh vật đã được ngàn đời xưa của người Trung Quốc công nhận nó là con vật mang lại sự may mắn cho hoàng gia, nên ở trong cái những cái hoàng cung ở Trung Quốc đó, người ta tạc ra tượng của con rái cá và người ta đặt một cái tên khác để cho mọi người né đi, gọi nó là tỳ hưu. Bây giờ các bạn có thể thấy rằng rái cá ở Trung Quốc nó không còn nhiều nữa, bởi vì đất nước đó nó đang kiệt quệ về thiên nhiên tài nguyên rồi. Bởi vì rái cá nó chỉ xuất hiện ở những nơi có vận khí tốt, những nơi mà làm ăn được thì rái cá môi trường sinh thái phát triển tốt đó thì nó mới phát triển mạnh được. Rái cá nó chỉ ở những nơi tốt đẹp như vậy thôi. Những nơi nào mà không còn sự sống tốt thì nó sẽ không còn. Bởi vậy những cái người phong thủy, chuyên gia phong thủy ở Trung Quốc, họ thường mượn con rái cá để khai trương làm ăn nè, rồi khai trương đất nè, nhất là động thổ đất đai đó, thì họ dùng rái cá rồi một số con gì đó nữa để khai trương, để mở công ty, rồi mở nông trại này nọ. Thì tôi biết rất rõ là như vậy, bởi vì Tuy Un đã cho người thâm nhập và nghiên cứu rất sâu về rái cá ở Trung Quốc. Tại sao cái đường dây họ bán ở bên đó để làm cái gì? Ngay chính cả người Việt Nam, chính phủ Việt Nam cũng biết như vậy và đang tìm cách để chống lại những người buôn bán rái cá cho nước ngoài, cho Trung Quốc. Bởi vì rái cá nó là con vật quý hiếm, nó không chỉ là con vật quý hiếm của quốc gia chúng ta đâu, mà nó còn là mang một cái vận khí may mắn làm cho đất nước hưng thịnh ở trong cái cơ thể của nó đó. Bởi vậy nếu mà mình mà bắt nó để bán cho nước ngoài đó, thì đất nước của mình càng ngày nó cũng sẽ càng kiệt tài nguyên thiên nhiên như vậy đó. Rái cá nó đang được nhà nước, chính phủ bắt đầu rất là nghiêm khắc luôn. Nếu mà ai mà bắt bán qua nước ngoài đó nha, là bị đi tù, bán nhiều là đi tù luôn á, và bắt giết ăn thịt là còn tội nặng nữa. Tôi biết nhiều vụ ra hầu tòa rồi, chỉ bắt bán rái cá thôi. Và trên mạng á, hiện tại rất nhiều người dối gian, nói xạo rằng mình có rái cá bán, lừa đảo mọi người. Nhưng mà thật sự, họ không có. Nhất là mấy cái shop, mở shop ra bán á, họ không có. Làm gì mà rái cá nhiều như vậy mà bán trong shop? Có, nếu có, chẳng qua là những cái người họ nuôi rái cá, họ ở nông thôn á, họ bắt được rồi, họ về, họ thấy nó thích, họ nuôi, đẻ, phát triển. Nhưng mà họ không hiểu được cái giá trị của nó, nhiều người còn ăn thịt nó nữa. Họ không biết nó là linh vật mà đang được Trung Quốc họ săn đón. Các bạn biết mà Trung Quốc họ là chuyên gia phong thủy trên thế giới đúng không ạ? Ai mà qua người Trung Quốc được nữa. Đó, bởi vậy các bạn phải nghe lời tôi, có rái cá là phải biết trân trọng, quý, bảo vệ nó, nghe không? Không được bắt bán cho Trung Quốc nữa, nghe không? Các bạn nên share những gì tôi nói đi, để cho mọi người cùng biết.